Anh có gì muốn hỏi em không? Có nhiều lắm nhưng mà gặp em anh quên hết luôn rồi. Em quan điểm như thế nào về sống thử? Với bản thân em thì đấy cũng là một cái trải nghiệm để mình xác định được rằng hai người có hợp với nhau hay không. Nói chung là khi mình đã xác định là sẽ cưới nhau hoặc là đã đi đến một cái gì đấy thì mình sống thử thì hoặc là mình cưới luôn thì cũng không có khác gì nhau hết. Trời, rủi rủi do tại vì mình sống thử rồi mình thấy không hợp. Cái đấy thì cũng là do mình ví dụ như mình đã kết hôn thì mình cũng có thể là chia tay cũng có được hợp vậy thôi, chứ không phải là mình sống thử ra mình kết hôn thì mình bắt buộc kết hôn mình phải ở với nhau cả đời. Này chị hỗ trợ cho. Có gì chỉnh không? Rồi bây giờ thì hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân mình cho đối phương. Xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên cạnh. Mình là Lê Đình Phi, mình ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mình đang làm kỹ sư xây dựng. Hiện tại mình đang sống làm việc ở quận 9. Quận 9, em vào trong này lâu chưa? Dạ em vào được 11 năm. 11 năm, đang sống với ai? Em ở với bạn. Bạn? Trai hay gái? Trai. Mình sẽ định lập nghiệp trong này luôn hay là sẽ về quê? Dạ em xác định lập nghiệp trong này ạ, về quê nhưng khoảng tầm 60 tuổi trở lên thì... Chuyện đó còn xa lắm, về hưu lắm. Thế còn em gái? Xin chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trang, em năm nay 28 tuổi, hiện đang là kế toán. Em làm việc ở Bình Thạnh. Quê mình ở đâu cơ? Em ở Bình Dương, quê gốc em ở Hải Phòng. Nhưng mà gia đình vào Bình Dương lâu rồi phải không? Dạ. Rồi, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, quận 9 thì cũng gần nhau ha. Dạ. Cũng dễ trong quá trình tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân một chút xíu. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tương đối hòa đồng, có thể làm giúp đỡ việc nhà, gia đình. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, cũng hay tiếp xúc bạn bè. Hay tiếp xúc bạn bè nhiều là sao? Có nghĩa là hay tụ tập, rủ rê bạn bè. Ăn nhậu hay gì? Có một chút chút cà phê la cà. Thì lúc chưa có bạn gái thôi, còn có bạn gái thì phải dành thời gian cho bạn gái chứ hả? Dạ em cũng mong là con. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em biết nấu ăn. Cũng hòa đồng. Điểm yếu của em chắc em hơi nhát á, với lại hay xấu hổ trong đám đông á. Xấu hổ về cái gì? Em rất là ít nói, chứ đám đông thì em rất là nhát. Về tình trường thì sao? Em trải qua một mối tình cũng rất là lâu rồi, 7-8 năm rồi á. 7-8 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được nửa năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Không hợp tính nữa, cho nên không có tiếng nói chung. Có nghĩa là bạn quá năng động, kiểu như là thích đi nhiều á. Còn em không có thích đi lắm. Chết rồi, bên đây cũng thích ra đi nè, ra tụ tập nè, bên đây không thích. Lý do tại sao mà 7-8 năm nay em không có tìm được một người nào khác? Em làm kế toán á, cho nên môi trường thường là nữ không ạ. Em cũng làm bên xây dựng nhưng mà nam á thì lại quá lớn á, cũng có gia đình hết rồi, hoặc không thì ra công trường. Còn ở trong thì chị nữ là nhiều. Thế em có hay đi ra công trường đồ gì không? Dạ có, em công việc của em chủ yếu là công trường. Hèn chị hơi đen ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tình trường em sao? Em là lại qua 3 mối tình. Mối tình gần nhất thì đã chia tay được hơn 1 năm, quen được 8 tháng. Lý do tại sao chia tay? Thì có những cái hiểu nhầm trong cuộc sống, với lại là mình chưa định hướng được. Hiểu nhầm về cái gì? Có những tin nhắn người ta nhắn đến cho mình, những cô gái đọc người ta không hiểu được rõ cái nguồn gốc thế nào thì người ta lại hiểu nhầm. Hay là tin nhắn gì cụ thể, tin nhắn nó nói gì trong đó? Tin nhắn là người ta hỏi thăm, ví dụ người lạ hoặc người bạn cũ hỏi thăm mình, nhắn tin người lạ mắc gì hỏi thăm không, người cũ, người bạn học hoặc cái bạn học hay bạn gái cũ, bạn gái học cùng trước. Mà có người yêu không? Người yêu thì người yêu của em thì có. Người yêu cũ hay là nhắn hay là bạn học cũ nhắn? Bạn học cũ. À, học cũ nhắn thì sao mà để người yêu hiểu lầm? Thì hỏi anh ăn cơm chưa, ngủ hôm nay có đi làm về không? Bạn học cũ sao kêu bằng anh? Có, thế là đại học thì có sự chênh lệch tuổi tác. Vậy là em chưa tạo niềm tin đủ cho bạn gái của mình để cho bạn ấy tin tưởng nên bạn ấy mới nghi ngờ. Có thể là vậy. Chứ nếu em dành thời gian em thể hiện cho bạn gái biết rằng em là số 1 thì người ta đâu có nghi ngờ. Vì em tính em có một cái điểm yếu là em lại có những cái mình không có lỗi mà người ta bắt mình phải nhận lỗi hoặc đi giải thích thì em phải không thích kiểu đấy. Ủa chứ sao? Chứ bây giờ có lỗi không xin lỗi à? Không có lỗi thì em phải xin lỗi, nhưng mà cái đấy lỗi không phải của mình, tự nhiên người ta suy nghĩ là người ta áp đặt lỗi cho mình thì. Nhưng mà điều nhìn đi phải nhìn lại cũng là do mình nữa. Nếu mà mình tạo cho người ta đủ sự tin tưởng thì người ta đâu có nghi ngờ đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Rút kinh nghiệm cho lần sau ha. Dạ. Bây giờ mẫu người lý tưởng của em là em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người chững chạc, biết quan tâm đến gia đình,
cao mập mẹp. Cao có cao, mập có mập. Đen đen được không? Đen chứ cũng được. Em có phải là người hay ghen không? Chắc em là người hay ghen đó. Em có hay kiểm tra điện thoại của bạn trai không? Cái đó không ạ. À, nếu em thấy những cái gì dấu hiệu gì nghi ngờ thì em sẽ hỏi hay là em tự tìm hiểu hay là em sẽ âm thầm rút lui? Em sẽ hỏi. Nếu như bạn trai hoặc là người chồng của em sau này rủi có một phút giây nào đó lầm lỡ thì nếu người ta quay lại và thành thật nhận lỗi thì em có tha thứ không? Sẽ tha thứ, nhưng mà vào trường hợp như thế nào? Nó có đủ để mình có thể tha thứ không? Thì có nghĩa là bây giờ mình thấy người ta có lăng nhăng đó, có một cái mối quan hệ khác đó, mà khi em biết được thì người ta thành thật muốn xong xin lỗi em, thì em có bỏ qua không? Có thể bỏ qua. Một người phụ nữ rất vị tha. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Em muốn tìm một người con gái là lễ phép, có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Có gì thì cứ nói thẳng ra cho biết, chứ đừng bắt người đối diện phải đọc cái suy nghĩ của người đấy. Đôi lúc có những cái khó nói lắm em. Khi yêu nhau người ta có một cái sự gọi là tế nhị, có một cái sự là tâm linh tương thông. Nếu thật sự hiểu nhau, tìm hiểu nhau mà quan tâm đến nhau thì sẽ có những cái người ta không cần nói mình vẫn phải hiểu. Đó là cái yêu cầu rất khó của người phụ nữ. Mà nếu thật sự mình yêu thương người ta, mình sẽ cảm nhận được. Nên em phải cố gắng. Em cũng hy vọng là giữa em và bạn nữ bên cạnh sẽ có được cái sự đồng điệu ấy. Tại vì thật sự nếu mà cái gì cũng nói toẹt, nó toẹt ra mới hiểu thì cuộc sống nó vô vị quá. Dạ. Phụ nữ rất là khó chịu, nhưng thật sự phụ nữ cũng rất là dễ tính. Nếu người ta đã yêu thương mình rồi dễ lắm. Chỉ cần chiều chuộng một chút, quan tâm một chút là ok rồi. Dạ. Nó phải có sự lãng mạn, phụ nữ nào cũng thích như vậy hết á. Dạ. Cố lên nha. Tìm ảnh đi em. Em có hình gì không cho chị mượn? Anh nào cũng đẹp trai hết trơn á, cưng ráng kiếm đi cưng. Trời ơi, cô nào cũng giống nhau hết trơn vậy. Kiếm đi em. Đẹp trai đẹp gái gặp nhau rồi đó. Em nghĩ chắc này. Nào được coi. Ủa sao em đoán anh đó, lý do gì? Em đoán vậy thôi. Thấy bốn anh chàng y chang nhau rồi, em đoán trên cái cơ sở nào? Hay là lại em thích cái người đó nè, em chọn người đó? Thì em ghen tiếng á, thì em nghĩ là người sẽ như thế nào. Còn em nhận ra cổ không? Em nghĩ cô thích một người cao, có nghĩa là cô này. Chúc em may mắn lần sau. Tao nói phụ nữ khi nào cũng cảm nhận hay hơn đàn ông. Mời quý vị hãy đón xem, ai sai sẽ bị phạt nha. Mở cửa. Ten ten. Hay thiệt luôn á. Bốn chàng trai y hệt nhau mà cô có thể đoán trong vòng một nốt nhạc. Sao hay vậy ta? Bốn anh như vậy luôn, mặc áo trắng y chang như nhau mà cô nhìn cô chỉ trúng bóc cái anh này. Hay thiệt luôn, chúc mừng em. Em có quyền hành hạ người khác. Anh xin lỗi em vì anh đã không nhận ra em. Em là ai đâu, chỉ vô lại coi nè. Giờ thì em phải nhận ra được rồi. Sao, thấy sao so với cái cô hồi nãy chọn? Dạ, khác cô hồi nãy chọn. Thích cô nào hơn? Dạ, tất nhiên là phải thích người hiện tại chứ. Rồi bây giờ mình phạt ảnh gì đây em? Hát một bài. Hát một bài. Em có thể cầm điện thoại hát được không? Được. Hát không hay em đừng cười. Cười chứ. Còn không cười chị cười. Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và còn tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời. Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người thôi. Ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình anh vẫn gặp vội vàng. Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ. Tại sao người ta không cho cười mà em vẫn cười? Chắc là tại chưa có nhạc cho nên nó không được trúng tông lắm. Chẳng không có nhạc cũng vậy à em. Nhưng mà phải ghi nhận cái sự nhiệt tình của ổng chứ. Rất tự tin đúng không? Rất tự tin ạ. Dễ thương không? Được. Rồi bây giờ khi lần đầu tiên mở cửa trái tim này ra, em nhìn thấy cổ thì em cảm xúc như thế nào? Thấy là bạn gái rất là xinh. Em nghĩ mà bạn gái là một tiếp của một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền và có thể lo lắng và có thể cho gia đình được rất tốt. Hy vọng em may mắn lần này nha. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn ít phút để trò chuyện trực tiếp với nhau. Hãy mạnh dạn lên ha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là cơm dừa gà tại nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn. Rồi bối gối quá em, bối gối quá quên tặng quà hả cưng? Chào vâng, chắc em run quá. Chờ đợi gì nữa? Nay lần đầu gặp em thì anh cũng có một món quà nhỏ tặng em. Hy vọng là em giống như tựa đề của quý khách. Em cảm ơn. Ủa, từ đề gì đọc lớn lên chị nghe coi.
nếu em không phải một giấc mơ. Là sao, muốn em giống tựa đề cuốn sách là sao, chị chưa hiểu ý nghĩa của nó. À, giống tình em là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ. À, nếu em không phải một giấc mơ thì em là hiện tại. Thôi, ăn đi rồi ngủ mới mơ được nha cưng nha. Tự tin lên nha, nãy giờ bối rối hơi nhiều rồi nha cưng. Dạ. Chào em. Em thấy anh thì em có cảm nhận gì không? Em nghe tiếng thì em cũng có thể tưởng tượng ra được ạ. Dạ. Thì anh có phải là gia trưởng không? Người gia trưởng không, anh không phải phúc gia trưởng. Bởi vì anh cũng là con út trong gia đình nên anh cũng tương đối thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy anh em ạ? Gia đình anh có 4 anh em trai. À, trai hết ạ? Anh mời em. Dạ, mời ạ. Em đang ở với chị gái của em hả? Dạ vâng ạ. Chị với em là cũng làm cùng với em luôn hay sao? Dạ không ạ. Chị gái em làm ở... Rung quá không nhớ đúng không? Chị em làm công an ở bên Thủ Đức ạ. Những ngày nghỉ em thường hay làm gì? Em về quê với gia đình thôi. Anh xin lỗi hồi nãy giờ anh quên, anh chưa nhớ tên em. Em tên Trang ạ. Chi? Trang. Trang. Dạ. Em nhớ tên anh không? Anh tên Phi. Phi ạ. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Có nhiều lắm nhưng mà gặp em anh quên hết luôn rồi. Điều gì ở đàn ông mà làm cho em 7-8 năm nay em cũng muốn quen một ai hết rồi vậy? Nói chung em cũng không thích những người quá lăng nhăng. Mình thích một người thì mình nên chung thủy với người đó thôi. Còn ví dụ như là khi mà không còn được tiếng nói chung nữa thì mình có thể mình dặn nói để hai người cùng có thể làm bạn được. Anh thì không lăng nhăng nhưng mà anh khi anh yêu nhiều nhiều nhưng anh kết thúc một cái này thì anh mới tiến một cái khác chứ không phải là anh lăng nhăng một lúc. Dạ. Em có ngại phải về Hà Tĩnh không? Thì sai vậy. Dạ, em cũng hơi ngại. Tào, nãy giờ chị cũng lắng nghe ở ngoài mà cũng tò mò, cũng lắng nghe câu chuyện của hai bạn ha. Giờ ta chị hỏi thêm vài câu nữa nè. Em quan điểm như thế nào về sống thử? Thì em chưa từng sống thử nên mà theo những gì em tìm hiểu em biết thì tùy theo những con người người ta sống với nhau thì đấy, quan điểm của từng người một khác nhau. Thì với bản thân em thì đấy cũng là một cái trải nghiệm để mà mình xác định được rằng hai người có hợp với nhau hay không. Nói chung là khi mình đã xác định là sẽ cưới nhau hoặc là đã đi đến một cái gì đấy thì mình sống thử thì hoặc là mình cưới luôn thì cũng không có khác gì nhau hết. Trời, rủi ra tại vì mình sống thử rồi mình thấy không hợp. Cái đấy thì cũng là do mình ví dụ như mình đã kết hôn thì mình cũng có thể là mình chia tay cũng có được hợp vậy thôi chứ không phải là mình sống thử ra mình kết hôn thì mình bắt buộc kết hôn mình phải ở với nhau cả đời được. Em quan điểm như thế nào? Theo em thì chung là cũng không có gì là xấu nhưng mà mình phải xác định ngay từ ban đầu đó có đúng hay không. Nhưng mà riêng bản thân em thì em không thích điều đó. Bản thân mình thì mình không muốn nhưng mà người ta thì mình cũng không có cái gì là bài xích người ta hết, đúng không? Đúng. Em nghĩ thế nào khi người ta hay nói là trai xây dựng là hay lăng nhăng, đi đây đi đó không rồi quen cô này cô nọ, em nghĩ sao? Em gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Em có ngại không? Em cũng rất là ngại nhưng mà nếu mà do bản thân người đó thôi. Có thật sự là nếu là của mình á thì chắc chắn là của mình, còn không phải thì có sao cũng không giữ được. Sao? Và cái ý kiến của cậu thì em có cái gì để có thể là muốn bào chữa cho mình không? Đấy cũng là một cái câu mà kiểu như là dân gian truyền nhau từ trước đến giờ thì ông bà nói ít có sai lắm. Không thì cũng đúng với từng người, không phải là lúc nào cũng vậy. Anh thế em nhìn anh có niềm tin ở anh không? Niềm tin hay không phải do em cho người ta thấy nữa chứ. Em chưa thể hiện sao người ta có niềm tin được. Cái đấy thì phải có thời gian để mình ra ngoài cuộc sống, người gặp trực tiếp với nhau ở ngoài tiếp xúc thì mình bản thân được. Em ngày hôm nay đến với cái buổi hẹn hò này thì em cũng phải nói vài điều để cho người ta cảm thấy yên tâm chứ. Thì đây cũng là lần đầu anh được gặp em. Nhưng anh không hứa sẽ luôn ở bên em để bảo vệ cho em được. Nhưng mà anh chắc rằng mỗi khi em cần thì anh sẽ cố gắng về bên em. Yeah, thôi thì cũng được. Nghe thôi nha cưng, còn khoan hả vội tin nha, phải có thời gian trải nghiệm. Bây giờ chị Tường mời hai bạn bóc một cái lá thăm ha, và đọc lớn lên, yêu cầu bạn trai thực hiện cái điều trong đó.
nói một câu gì đó thật lãng mạn để tỏ tình đối phương, không lãng mạn thì sẽ bị anh xử phạt. Nãy cũng mới nói câu nói mất rồi đấy. Quá lãng mạn nhưng mà bây giờ anh muốn nói câu khác nữa sao? Thử coi cái kho lãng mạn của em nhiều không? Nhưng mà phải chân thành nha. Anh có thể từng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng mà anh mong rằng em là mối tình cuối cùng của anh. Được không? Câu đó ổn không? Vừa không em? Cũng được ha. Rồi, tao phiền em. Trúng mánh hay gì? Trúng mánh hả? Trúng mánh gì đọc lớn anh. Cô đối phương trong vòng 30 giây và chia sẻ cảm xúc. Có chơi có chịu thôi, sao giờ bước qua đi em. Rồi, bạn gái tiến vô. Ôm 30 giây rồi nói cảm xúc của mình. Rồi. Thà mình ôm người ta đỡ hơn người ta ôm mình em ơi. Ôm chứ không phải dịnh. Ôm. Đây là bao giờ thì cắt từ không, không được, được. Đâu có nói là ôm chỗ nào không, đâu. Ôm là phải vậy mới gọi là ôm. Ôm là phải hai vòng tay vậy mới gọi là ôm chứ. Được không anh? Như vậy được không anh? Theo thì cắt tường nhanh đâu không được. Anh ở đây không có quyền. Anh ở đây không có quyền. Sao được ạ? À? Cái này là do anh mà. Cái này là dịnh. Được ạ. À? Không phải ôm. Được đúng không anh? Được, khó với em như vậy hả? Ôm. Nói chung em cũng hơi xấu hổ. Kệ em. Ôm đi. Thôi được. Cái đó là dính. Ôm là phải choàng qua hết người người ta như vậy nè. Một vòng tay như vậy nè. Nhưng mà để anh ôm em. Mấy ôm là cảm nhận được. Hay là em muốn để anh ôm em? Để em ôm ạ. Rồi cảm nhận như thế nào? Rất là ấm. Ai ấm? Anh ấm. Chắc nóng khí hậu. Em có cảm nhận gì không? Thấy bạn đang rụt rè, em muốn anh ôm xà sát hơn, chặt hơn thì em mới cảm nhận được. Sẽ cho bạn cơ hội lần sau, sau khi bấm nút. Rồi mời em về vị trí. Nhớ nha, lát bấm nút tôi cho ôm đó, nói trước. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm. Chị nói vậy bạn ấy không ấm thì sao? Ôi, người ta thích là người ta sẽ bấm, mà người ta không thích là người ta không bấm. Không vì một câu nói của chị mà thay đổi được quyết định của cô gái này nha. Tự tin lên nè, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Cái ôm này có xá gì ha. Chị mà yếu hả, nghìn trùng xa cách chị cũng tìm đến với người mình yêu nữa. Không cần người ta chủ động, chị chủ động luôn nữa nếu thật sự là chị bị rung động. Cho nên đừng có lo lắng gì cả, mà hãy cố gắng thể hiện cho người ta cảm nhận được tình cảm của mình. Nếu để nói một câu cuối cùng với cô ấy trước khi đưa ra quyết định thì em sẽ nói gì? Mình gặp nhau ở đây là một cái duyên. Không biết là chúng ta sẽ đi với nhau ít bao nhiêu con đoạn đường phía trước, bao nhiêu thời gian. Nhưng mà anh hy vọng rằng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý chúng ta sẽ bấm mạnh vào cái nút này. Không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Cả hai có vẻ hơi chậm. Mà bấm rất cùng lúc. Đèn sáng lên cùng một lượt. Tại sao em có sự chậm chạp đó? Chắc vì tay em yếu lúc gặp bạn gái nên em tự nhiên tay em yếu em bấm không kịp. Đối với bạn gái không bấm thì sao? Cũng chẳng sao chị, bởi vì mình sống thật với con người mình mà. Em cảm thấy là cũng có nhiều điều chưa có được tương đồng, nhưng mà có thể là cứ cho nhau một cơ hội. Điều gì em thích nhất ở chàng trai này ngày hôm nay mà em bấm nút? Là một người chân thật, em cảm là thấy một như một vậy. Chân thành. Chị cũng hy vọng như vậy. Hồi nãy chị Tường nói rồi ha. Nếu bấm nút là chúng ta ôm nhau. Mời hai bạn. Em có hối hận không? Sao lại hối hận ạ? À? Bấm nút sao lại hối hận? Dạ vâng. Cái ôm gì mà nó nhạt nhẽo hời hợt quá. Hai bạn cùng ôm nhau đi nè. Nắm tay nhau nha. Cặp đôi chị thấy rất là dễ thương. Mặt hai bạn cũng rất là xanh con ra đẹp lắm đó. Thật sự nếu mà hồi nãy hai bạn không bấm nút thì chị Tường sẽ cảm thấy rất là buồn. Một cơ hội nữa, một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình này. Em biết sao? Tranh cả cô em nhé. Hãy nhớ cái giây phút này nha, rất là đẹp. Chúc hai bạn sẽ sớm về chung một nhà nhé. Và đây, để tạo thêm cái bầu không khí cho các bạn hẹn hò nè, những chiếc xe vé xem phim ở rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cơ hội ha, vô rạp phim mặc sức mà ôm nhau. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Nắm Tay Nhau Cưng ơi. Tự tin lên nè, đừng buông ra nha. Bất cứ hoàn cảnh nào phải luôn bên cạnh cô ấy, che chở bảo vệ cho cô ấy. Được không? Dạ được. Dạ được.
Và bây giờ thì phải nói là chào tạm biệt thôi quý vị. Hẹn gặp lại vào tập sau nhé, vào tuần sau vào lúc 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT Play, trên kênh FPT truyền hình IPTV, trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Cường xin chào và hẹn gặp lại.